Xin chào tất cả các bạn. Các dấu Nam Việt xin phép được giới thiệu mẫu dấu PET. Dấu PET là mẫu dấu được sử dụng phổ biến để đóng vào các hóa đơn, giấy tờ mỗi khi khách hàng thanh toán tiền xong. Thì đây là một mẫu dấu rất đơn giản và gọn nhẹ bằng các cái ký tự tiếng Anh. Chúng ta có thể sử dụng mẫu dấu đơn giản như sau. Chỉ với các bước đơn giản như vậy, chúng ta đã có hình ảnh dấu PET rất rõ ràng và sắc nét. Các cửa hàng doanh nghiệp hay là các đơn vị sản xuất đều có thể sử dụng dấu PET để đóng vào các hóa đơn chứng từ để lưu lại thông tin. Hãy liên hệ Nam Việt để sở hữu con dấu tiện dụng này nhé. Cảm ơn các bạn.